Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Và mình là KDL Gaming TV đây. Rồi thì mình thấy rất là nhiều bạn không biết cách để mà kiếm thật là nhiều kim cương hàng ngày ở trong PlayTogether nha các bạn ơi. Thì hôm nay mình làm clip này để hướng dẫn cho tất cả các bạn biết cách để mà chúng ta kiếm kim cương hàng ngày và cách để kiếm thật là nhiều kim cương như mình nha các bạn. Đấy, hiện tại thì mình có là 2737 kim cương này. Đó, thì các bạn xem mình làm nhiệm vụ hàng ngày và các kiểu ở trong game này để làm theo mình, để xem là mình một ngày của mình thì mình sẽ lên được là bao nhiêu kim cương nha các bạn ơi. Rồi các bạn nhớ rõ giúp mình là cái số lượng kim cương là 2737 kim cương nha các bạn ơi. Rồi thì hàng ngày đầu tiên của mình vào thì các bạn đã biết rồi đấy, thì hàng ngày đầu tiên nó sẽ cho chúng ta điểm danh đấy. Thì đây các bạn điểm danh từ 7 ngày nhé, 7 ngày liên tục thì nó sẽ cái phần thưởng cuối cùng sẽ là 5 kim cương. Và mỗi phần thưởng nó sẽ cho các bạn xem quảng cáo và nhân đôi lên nha. Đó, thì tính đơn giản nếu mà ngày hôm nay của mình nè. Đấy, đây là ngày hôm nay thì mình sẽ gấp đôi kim cương lên được 10 kim cương rồi nha các bạn ơi. Đó, đấy là cái đầu tiên của trong ngày luôn. Rồi tiếp tục là cái thứ hai mình làm nè. Không biết các bạn làm cái nào trước, nhưng mà nhiều bạn mà mới làm ấy, mới chơi PlayTogether ấy thì chắc chắn là cái không biết nhiều về cái cách kiếm kim cương đâu. Thì chủ yếu clip này mình sẽ hướng dẫn cho nhiều bạn mới chơi nha. Đây đây nha. Rồi các bạn ấn vào đấy cái mục này thì các bạn xem quảng cáo cho mình. Tất cả những cái này xem quảng cáo đây. Ok, thì mình đang để dành lại một cái cuối cùng để mình xem quảng cáo, mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Đấy, ở trong này rất là nhiều phần thưởng luôn. Thì đây tiền sao này, vào đây 2 kim cương luôn. Và cái hộp cuối cùng này cũng được kim cương nha các bạn ơi. Đấy, thì mình sẽ xem quảng cáo nha. Rồi đã xem xong quảng cáo rồi các bạn ơi, thì ấn dấu X để thoát ra này. Đó, thế là mình đã làm xong cái nhiệm vụ xem quảng cáo cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Đấy, quà tặng hôm nay này các bạn. Rồi ok, thì mình sẽ vào mục thư nha. Đương nhiên rồi, mỗi ngày các bạn phải vào mục thư để mà check để nhận những cái phần quà đăng nhập. Đây thì mình lướt xuống dưới cho bạn xem. Đây là phần quà đăng nhập nhá, thì đang có sự kiện su team nên là nó có cái code có những cái su team tặng cho các bạn nè. Đây phần thưởng đăng nhập nha. Và hôm nay thì game nó đã tặng cho chúng ta là 20 đá quý nha các bạn ơi, quá là hào phóng luôn. Và đây 1.000 tiền sao cũng là phần thưởng đăng nhập nha các bạn. Còn đây là những cái phần thưởng mình vừa mới ra làm nhiệm vụ xem quảng cáo xong này, 50 này, rồi các kiểu. Các bạn có thể xem video nha, mình không đọc lên cho các bạn xem làm gì hết. Đó, thì đây là một đá quý này, mình chỉ tính đá quý thôi nha các bạn ơi. Một viên đá quý này, hai viên đá quý này, và mình mở cái hộp này xem có được viên đá quý nào không nha các bạn. Đây là tùy theo vận may này, mình mở cái hộp này trước nha. Umala. Ô các bạn ơi, được 7 đá quý này các bạn. Uầy, thấy chưa các bạn? Thế là tính 7 đá quý với 2 viên đá quý này nữa nè. Rồi mình nhận quà cái tất cả luôn nhá. U là trời, 2 viên đá quý với 20 đá quý kia là mình được tận 29 đá quý rồi các bạn ơi. Uầy, u là trời, quá ghê gớm. Rồi mình sẽ nhận thêm luôn mấy cái su team này nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ cố gắng nhận thật nhanh nè. Đó, thế là xong nhiệm vụ xong cái thứ hai là nhận ở trong hộp thư nha các bạn ơi. Tiếp theo ấy là chúng ta làm nhiệm vụ nha. Đây các bạn nhìn cái con chó của mình này, ấn vào một nhiệm vụ hàng ngày đó, trong này có rất là nhiều nhiệm vụ luôn, các bạn có thể làm nhá. Nếu các bạn không làm được thì các bạn có thể xem quảng cáo và làm hoàn thành cái nhiệm vụ này. Đấy, thì đây là mình đã hoàn thành hết rồi, bây giờ mình sẽ nhận cho bạn xem thôi. Rồi mình sẽ nhận hết nhé. Đó, sau khi nhận xong rồi các bạn thì chúng ta sẽ được thêm một viên kim cương nữa này. Đó, thế là tình mình được 30 kim cương rồi đúng không bạn? Đấy, 30 kim cương rồi, trong ngày hôm nay là được 30 viên kim cương rồi nè. Rồi tiếp tục là chúng ta ấn vào cái mục này. Đấy, đây là cái gói mùa của PlayTogether này. Đấy, mỗi mùa nó sẽ có một cái gói như này. Các bạn cứ làm nhiệm vụ đấy, các bạn sẽ được cái vương miệng vừa nãy mình vừa mới nhận xong đấy, các bạn nhận quà nhá. Ơi, mình sẽ nhận quà cho các bạn xem. Đó, u là trời, rất là nhiều quà luôn, và trong cái hộp thư nữa nè. Đó, đó. Đây là quà đấy các bạn, nhưng mà có kim cương các bạn ạ. Cái điều đặc biệt là có cả kim cương ở đây. Ở đây là level 14 và level 15 của nó này các bạn. Level 15 sẽ được một viên đá quý. Đấy. Ở trong này ghi là đá quý, mình hay gọi quen là kim cương. Và level 7 của nó cũng được một viên kim cương nữa này.
Ui, quá VIP Pro đấy các bạn. Không nạp tiền nha các bạn ơi. Đấy, những ưu điểm của nó và mình giới thiệu cho các bạn là không cần nạp tiền, chúng ta kiếm được rất là nhiều đá quý luôn. Đây, rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái mục rất là quan trọng và phải kiếm được rất là nhiều kim cương hàng ngày luôn. Chúng ta sẽ ấn vào cái mục này và có cái mục tái chế nha các bạn. Đây, chúng ta ấn vào mục tái chế trước nè. Thì có những cái món đồ nào dư các bạn thừa ấy ạ, thì các bạn tái chế cho mình. Vậy ví dụ mình mở thừa mất một bộ đồ vịt nhá, thì mình sẽ tái chế đi này. Và ở đây mình có một cái chân vịt nữa cũng thừa luôn. Đó, mình tái chế nè. Đó, mình được tổng là 117 mầm non nữa nha. Rồi mình sẽ ra ngoài cái cửa hàng đây này các bạn. Rồi mình ấn vô và mình chỉ cho các bạn chỗ để mà mở hộp vịt nha. Đây, lấy cái mầm non này, chúng ta mở cái hộp vịt nha. Cái này gọi là hộp vịt này. Đấy, hộp vịt các bạn. Thì các bạn ấn vào đây giúp mình cho hai cái này. 1-2 để nó tăng xác suất đá quý cho mình. Đây là cái mẹo của mình nha. Rồi sau đó mình mở luôn này. Đó, ui, trời ơi, tại vì ạc mình nhiều kim cương quá nên là không ra rồi các bạn ơi. Ok, ấn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. Ok, mở tiếp lần nữa này. Vận may sẽ đến ngay. Đấy, thế là mình xem được 3 đá quý nữa các bạn ơi. Mình không nhớ là được bao nhiêu đá quý rồi. Ok, vận này mình mở luôn nha. Tại vì vận may đang lên, không cần phải ấn vô viên đá quý nữa. Đó, mình sẽ mở luôn. Ui giời ơi, vận may lại đi xuống rồi. Thì nay mình làm clip mà sao mà game không ưu ái chút nào. Thế là mở không ra đá quý cho các bạn ơi. Chắc là nãy giờ mình nhận nhiều đá quý quá trời mà. Ok, đó là nhiệm vụ nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta vào nhà nè. Rồi, nhân vật của mình đứng một nãy giờ thế là bốc mùi luôn rồi này. Rồi, cái tiếp theo để mà kiếm đá quý của trong ngày hôm nay là cái này nữa nè các bạn. Các bạn đi nhìn theo mình nhá. Ok, mình sẽ vào nhà và mình chỉ cho các bạn nè. Thì đây là ba cái chậu cây. Các bạn trồng cây cho mình và thu đá quý nhà. Mỗi cái bông hoa, mỗi cái bông hoa hướng dương này thì sẽ được một viên đá quý đó. Thì là ba cây sẽ được một viên đá quý, ba viên đá quý nha các bạn. Đấy, các bạn trồng cái cây hoa hướng dương nha để kiếm đá quý này các bạn ơi. Các bạn nào muốn đẹp trồng không thu hoạch thì có thể trồng và để đấy mãi mãi luôn, không cần thu hoạch nha các bạn. Nhưng mà theo mình là muốn kiếm kim cương thì phải trồng nó thôi. Ok, thế là ba cây thì được thêm 3 viên đá quý nữa. Đó, các bạn thấy khá là nhiều chưa ạ? Không biết nãy giờ mình bao nhiêu đá quý rồi. Mà cái mục quan trọng nữa này các bạn ơi. Đây cha, các bạn ấn vào đây cho mình. Rồi, các bạn nhìn thấy cái mục thành tích đi không ạ? Cái này mới là cái mục mà kiếm rất là nhiều đá quý này các bạn ơi. Rồi mình sẽ ấn vào cho bạn xem nhá. Đó, đập vào mắt chúng ta này. Ui, 20 đá quý các bạn ơi. Đói, thì các bạn ở trong này có rất là nhiều nhiệm vụ luôn. Đó, mở game mới update lên nên là rất là nhiều nhiệm vụ. Chúng ta làm có thể lên đến hết tất cả các nhiệm vụ này sẽ lên đến level 20 các bạn. Đấy, thì mình mới là lên level 11 thôi. Nhưng mà được rất là nhiều đá quý rồi. Đấy, mình sẽ nhận cái phần thưởng đầu tiên cho các bạn xem. Đấy, mình đã hoàn thành nhiệm vụ và wow. Các bạn thấy gì chưa? 20 đá quý. Trời ơi. Đây, nữa đây các bạn, lại một nhiệm vụ nữa. Thì đây, leo tháp vô cực này đấy. Rất là đơn giản các bạn. Rất là đơn giản nhưng mà kiếm được rất là nhiều đá quý luôn. Rồi, đây một nhiệm vụ nữa, là nhiệm vụ gì? Chơi tới cùng. Đấy, đây là vượt chướng ngại vận các bạn. Lại được thêm 3 viên đá quý luôn. Và sau khi nhận nhiệm vụ xong thì các bạn này, đó, liver sẽ tăng dần lên. Ô, cái gì đây? 30 đá quý các bạn ơi. Ui, cái gì đây? Nhiệm vụ liver nhà đẹp nữa nè. Ô, wow, rượu. Rồi, mình đã làm hết rồi các bạn ơi. Làm hết cái đấy rồi. Liver 3 nữa này. Trời, làm xong cái đấy được 30 đá quý rồi. Lại tăng thêm một cái nhiệm vụ nữa. Lên liver 3 các bạn ạ. Bắt đầu lại làm tiếp. Ui, làm như thế thì phải gọi là thành đại gia luôn rồi các bạn ạ. Ok, mình sẽ thoát ra và mình làm tiếp nha các bạn ơi. Trời ơi, ui, các bạn ơi, nhìn nè. Trời ơi, mình lên bao nhiêu rồi ta? Ui, mình lên 2831 đá quý rồi. Wow, các bạn thấy chưa? Cứ phải gọi là ngập miệng đá quý cứ ngập miệng luôn các bạn ạ. Đấy, thì hình như là nãy giờ thì mình đã hướng dẫn các bạn là hết tất cả những cái cách để mà chúng ta kiếm đá quý mỗi ngày rồi. Đấy, còn cái mà để mà kiếm nhiều nhất thì cái mục hộp vịt này nhá các bạn ơi. Đấy, thì tùy vào vận may thôi, có khi là có ngày chúng ta mở ra được tận 30, 40, 50 đá quý cơ. Đấy, thì nay mình vận may mình hơi kém nên là mình không mở được nhiều. Đấy, ok, thì các bạn mà thích cái clip này và yêu quý mình thì nhớ là tặng cho mình một lượt like và nhớ là đăng ký kênh
bật chuông thông báo lên để nhận được những cái clip mới nhất thật là hữu ích của mình nha các bạn ơi. Còn giờ thì clip khá là dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo vào ngày mai nha. Bye bye.